Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 14 tháng 2 năm 2022, kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình giá thanh long tại tỉnh Miền Tây và Bình Thuận để bà con mình tham khảo. Trước tiên, kênh xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Thưa bà con, tình hình giá thanh long hôm nay nói riêng cũng như các loại nông sản nói chung lại tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình hình xuất khẩu. Thì chúng ta lại tiếp tục rơi vào cái tình trạng diễn ra trước Tết, đó chính là ùn ứ xe hàng tại các cái cửa khẩu. Thì hiện nay số lượng xe hàng ùn ứ đã lên tới là gần 2.000 chiếc tại Lạng Sơn nói riêng ha bà con ha. Tại Quảng Ninh là cũng hơn 1.000 chiếc rồi. Đó, thì cái tình trạng này mà để gọi là không bị tái diễn lại như trước kia thì ngay lập tức là Lạng Sơn đã đưa ra thông báo là từ ngày 16 cho tới ngày 25 tháng 2 là không tiếp nhận phương tiện hoa quả tươi đổ về Lạng Sơn nữa. Đó, thì đến hiện tại thì đã ùn ứ quá nhiều rồi, cho nên là tỉnh sẽ tiếp tục giải quyết tình trạng ùn ứ chứ không tiếp nhận phương tiện mới từ ngày 16 trở đi. Bà con nhớ nắm cái thông tin này, và từ cái thông tin này cũng như cái chính sách kiểm soát hàng hóa từ phía Trung Quốc quá nghiêm ngặt cho nên đã đẩy giá nông sản của chúng ta xuống thấp. Thì hiện tại thì giá thanh long ngày hôm nay thì cũng xuống rất là thấp hả bà con ha. Tại các vựa thì vẫn có giá phân loại nha bà con. Tại các vựa thì vẫn có giá phân loại, bà con lưu ý. Tuy nhiên là đa phần là bà con nông dân mình là bán xô hết. Tại vì thật ra có giá thì là giá chuẩn như vậy thôi. Nhưng mà để mà đảm bảo được là cái lượng hàng đi được và đảm bảo có lợi nhuận thì các vựa hiện nay là mua xô nhiều. Đó, anh em thương lái cũng mua xô nhiều. Nó rất là khổ cho bà con mình hiện tại. Thì như thông tin kênh nhà nông miền Tây nắm được là từ phía quý bà con là hiện tại là giá thanh long ruột trắng, thanh long ruột đỏ tại các nơi như là miền Tây và Bình Thuận thì đang bán xô ở giá là khoảng 3-4.000 đồng thôi ha bà con ha. Đó, chứ không có bán phân loại được như cái thời điểm Tết nữa. Thì bà con mình nắm cái tình hình hiện tại ngày hôm nay cũng như là tình hình sắp tới là giá có thể là còn tệ hơn nữa. Khi mà các cái khu vực có cửa khẩu họ không nhận phương tiện nữa thì sẽ còn khó khăn hơn cho chúng ta rất là nhiều. Thì hôm nay kênh Nhà Nông Miền Tây báo tình hình chung cho bà con là như vậy nha bà con. Rồi, cảm ơn bà con rất nhiều đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh. Xin cảm ơn và xin chào.